tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng lễ hội Phật đản tiểu bang North Carolina 2019 do Hường Lê và Bùa Nguyễn thực hiện. Hường Lê kính chào quý khán giả đài SBTN. Hôm nay vào lúc 10 giờ sáng ngày 19 tháng 5 2019, nhóm phóng viên chúng tôi có mặt trước cổng Linh Sơn Tự Viện thuộc thành phố Stanhope, tiểu bang New Jersey. Hôm nay Linh Sơn Tự Viện tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2563. Giờ này quý Phật tử tề tụ về chánh điện. Hường Lê kính mời quý khán giả cùng Hường Lê vào chánh điện dự lễ Phật đản Phật lịch 2563. Hường Lê kính mời. Mùa khánh đản lại về khắp nẻo đường, đêm hân hoan cho hàng triệu người con Phật khắp bốn bể năm châu. Ngày mùng 8 tháng 4 báo hiệu hoa u đàm tươi nở. Giờ này Linh Sơn Tự Viện khai mạc buổi lễ Phật đản với hồi trống chuông bát nhã và thỉnh tăng, lễ dân hoa cúng Phật và pháp thoại về lễ Phật đản. Kế đến lễ tắm Phật, Phật tử lần lượt đến tắm Phật. Đức Phật dạy tâm là chủ, tất cả mọi hành động của thân khẩu ý đều do tâm hướng dẫn. Nếu mọi việc tâm lành sẽ mang đến quả lành thiện, nếu làm tâm ác sẽ mang đến quả xấu trong tương lai. Mỗi một cái chủ nhật là tụi này lên chùa và rất là hạnh phúc. Bước vô tới chùa là như quên hết chuyện ngoài mà chỉ biết ở chùa thôi. Và bởi vì cái tâm mình càng ngày mình càng già thì mình thấy rất là hạnh phúc khi mình đặt chân tới cái chùa này. Thành ra hồi xưa đó có những ngày lễ lớn tụi này lên, nhưng mà sau này sau khi đi thai rồi gần như mỗi tuần đều có mặt ở đây. Con cảm ơn bác. Hồi lời kính chào quý khán giả đài SBTN. Những giây phút vừa qua, nhóm phóng viên chúng tôi đã gửi đến quý khán giả những hình ảnh của buổi lễ Phật đản Phật lịch 2563 Thư viện Linh Sơn tổ chức, vừa kết thúc vào lúc 2 giờ trưa cùng ngày. Trước khi kết thúc, Hường Lê xin kính chúc quý khán giả và gia quyến thân tâm thường an lạc. Hường Lê xin hẹn lại phóng sự kỳ sau. Hường Lê tường trình từ thành phố Stanhope thuộc tiểu bang New Jersey. Hường Lê kính chào. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Trình Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc@sbtn.tv. Bích Phượng xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.